Lão Đào xin chào các bạn, lâu lắm rồi mình có dịp làm clip để gửi đến cho các bạn. Thì hiện tại mình đang kiểm tra chiếc máy H2 của nhà Lamadam. Đây là một dòng máy vuông vắn phù hợp với nhiều không gian nội thất hiện đại cũng như là mang hơi hướng retro một chút được bạn. Các bạn thấy là máy mình đang trưng trong một không gian hơi có phần hơi thô một chút ha. Tủ gỗ vintage này kia thì bạn thấy nó rất là hợp. Đây là cái máy của một bạn khách đang thuê bên mình thiết kế nội thất, cũng một cái kiểu dáng rất là vintage nữa bạn, cho nên là sẵn cũng mua một chiếc máy Lamadam. Giờ bạn ấy cũng còn nhiều CD thì dùng để làm cái nguồn phát ở trong ngôi nhà mới của mình. Thì hiện tại thì mình đang còn một số mẫu máy đang trưng nè các bạn. Thì về cấu hình, đây là sử dụng cái đầu CD ô tô Vios, có thể phát được CD, USB, jack 3.5 và Bluetooth nha các bạn. Về cấu hình loa thì nó sử dụng một cặp loa 10cm của Yamaha vào cặp kép JBL. Đây, kép JBL ở đây, loa này là logo của Lamadam H2. Rồi thì về tổng thể là như vậy. Đây bạn, chất liệu hoàn thiện bằng gỗ lạng và PU. Rồi, rất là đẹp ha. Đây thì mình sẽ kiểm tra thử âm thanh. Thì cái này sẽ phát thử thôi nhé bạn, một số đoạn thôi vì những bản quyền cho nên là không có phát nhiều. Thì hát được rất là nhiều định dạng nhưng mà do mình thích nghe CD cho nên thường hay test bằng CD thôi nhé bạn. Rồi thì cái việc thâu điện thoại chất âm nó không tốt cho lắm. Hy vọng thì bạn nào có nhu cầu có thể kiểm tra thực tế bên ngoài trải nghiệm thì có thể đến chỗ văn phòng của mình ha. Thì mình có để cái địa chỉ ở dưới cái mục mô tả nha các bạn, cũng như là thông tin chi tiết và giá bán. Các bạn có thể liên hệ qua số Zalo trước ha. Ở đây thì mình chỉ bán thành phẩm thôi nha, mình sẽ không có bán hộp vì lý do là cái cấu hình mình đã thiết lập sẵn rồi, cho nên là không biết là một cái đầu khác nó có vừa hay không, có chỉnh sửa hay loa khác hay hay không, thì mình không muốn sản phẩm mình nó lại không mang đến trải nghiệm tốt cho nhìn như là mình mong muốn á, nên là mình chỉ bán một thành phẩm như vậy thôi. Rồi xin chào các bạn nha.